Theo tạp chí y khoa Lancet Oncology, các nhà chuyên môn đã phân tích dữ liệu của gần 8.000 bệnh nhân để đánh giá triệu chứng ung thư ở các giai đoạn khác nhau của bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra mối liên hệ giữa các triệu chứng phổ biến và các giai đoạn của ung thư. Tác giả thông tin, ba trong số các triệu chứng được xem xét là khối u ở cổ, đau ngực và đau lưng liên quan đến ung thư giai đoạn 4, trong cả trường hợp biểu hiện đơn lẻ hay kèm theo các triệu chứng khác. Hơn 50% bệnh nhân được chẩn đoán ở các giai đoạn khác của ung thư, xuất hiện 12 trong số 20 triệu chứng. Theo Express, điều quan trọng cần lưu ý đó là không phải tất cả những người phát hiện ung thư giai đoạn muộn đều tử vong. Những tiến bộ trong điều trị đồng nghĩa là tình trạng có thể được kiểm soát trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Ung thư giai đoạn 4 là khi bệnh đã lan từ điểm ban đầu sang một cơ quan khác. Tình trạng này còn được gọi là ung thư thứ phát hoặc di căn. Tình trạng này khó chữa do loại bỏ khối u khỏi cơ thể không còn đơn giản. Mục tiêu của các biện pháp điều trị đó là cải thiện chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh và kéo dài sự sống cho họ dù phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Các phương pháp điều trị như hóa trị thường không được áp dụng nữa vì rủi ro lớn hơn lợi ích. Xạ trị được coi là phương pháp thay thế tốt vì có thể thu nhỏ khối u và giảm các triệu chứng. Ngoài ra, liệu pháp miễn dịch hỗ trợ bằng cách tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể để chống lại bệnh tật bác sĩ chuyên khoa ung thư sẽ xác định lựa chọn điều trị tốt nhất dựa trên loại ung thư và nơi đã lan rộng. Mặc dù các phương pháp đã làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót sau ung thư, nhưng việc phòng ngừa vẫn rất quan trọng. Mọi người được khuyến khích áp dụng lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả, hoạt động thể chất thường xuyên, giữ cân nặng phù hợp, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra ngoài trời. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khuyên rằng bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư bằng những lựa chọn lành mạnh, đó là giữ cân nặng hợp lý tranh thuốc lá và hạn chế uống rượu